Hai chào em nha, chào mình trở lại với kênh 195 lắm. Trong video này mình sẽ chia sẻ em cách để chúng ta có thể tạo cái tay shift trong cái ứng dụng GoLock này. Nên là mà sử dụng GoLock thì anh em muốn tối ưu hóa cái nhân vật chúng ta thì anh em thiết kế cái tay shift riêng cho anh em ha. Chúng ta nghe độc đáo hơn cho mọi người nha. Kiểu như là không đụng hàng với ai đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ em trên máy tính nè, trên điện thoại luôn. Em thấy hay đừng quên cho mình một like đăng ký nha. Cái chia sẻ video này cho mọi người biết. Ok, giờ chúng ta sẽ vào video. Ok anh em, trên điện thoại muốn tạo tay shift á thì anh em sẽ có hai cách. Cách đầu tiên thì anh em sử dụng cái ứng dụng GoLock luôn. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng cái trình duyệt Google Chrome. Anh em sử dụng cách nào cũng được ha. Đầu tiên thì mình sẽ làm cách một trước là chúng ta sẽ sử dụng ngay cái ứng dụng GoLock chúng ta luôn ha. Anh em vào ứng dụng GoLock nè. Rồi, bây giờ anh em muốn tạo tay shift trong cái nick nào đó thì chúng ta chỉ việc đăng nhập vào thôi. Rồi ok, anh em sẽ bấm vào phần dưới này nè. Đó, anh em sẽ thấy cái phần là ba chấm dưới này ha. Anh em bấm vào mục này. Và anh em lưu ý cho mình là anh em cập nhật cái GoLock lên phiên bản mới ha. Bằng cách chúng ta vào Google Play nè, anh em tìm cái từ khóa là GoLock. Rồi anh em tiến hành cập nhật cái GoLock này lên phiên bản mới nhất. Sau đó chúng ta sẽ quay ra. Đó, cập nhật xong thì chúng ta sẽ vào lại phần cài đặt. Rồi anh em sẽ thấy cái phần tạo nè ha. Anh em sẽ bấm vào chữ tạo giúp mình. Hiện tại là GoLock nó đã có tiếng Việt cho anh em rồi, rất là đơn giản nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái giao diện home như thế này. Anh em bấm một phần là bên góc phải chúng ta sẽ thấy cái phần là ba gạch nè. Đó, chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi nó sẽ sổ ra, chúng ta chú ý cho mình cái phần là Reason nè. Đây, cái phần này nè anh em, Home Reason của Analytics đó. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng này nha. Reason, đây, bấm vào đây. Thì anh em chú ý cho mình cái phần Avatar Item nè. Đây, anh em thấy cái phần là Avatar Item không? Đây là chính là cái phần chứa cái tay shift chúng ta đó. Chúng ta bấm vào mục này. Rồi, ở đây thì anh em sẽ bấm vào phần Lasset nè, Filter Lasset nè. Rồi ở đây thì anh em sẽ thấy là nó có cái phần là Lasset tay shift nè, Lasset shift nè, rồi Lasset blank nè. Đó, anh em muốn tạo cái chỗ nào á, muốn tạo cái phần gì thì chúng ta chỉ việc chọn vào đây ha. Nè, ví dụ như Lasset blank thì chúng ta bấm vào đây. Đó, còn mình muốn tạo tay shift thì bấm vào đây. Rồi, sau khi chọn đúng thì chúng ta sẽ thấy là ở đây mình có tay shift sẵn ba cái nè. Đó, mình tạo rồi. Ok, bây giờ mình muốn tạo lại nữa thì mình chỉ cần bấm cái phần là upload asset ở đây nè. Đây, và chú ý cho mình cái GoLock nó sẽ hỗ trợ những cái file ảnh như là JPG, PNG, TGA, BMP, rồi qua mask size cho bức ảnh, cho cái file là 20MB nha. Hơn 20MB thì anh em sẽ không được nha. Và anh em sẽ tải lên đúng cái định dạng của bức ảnh. Nè, định dạng bức ảnh thì anh em chú ý cái đuôi của bức ảnh nha. Rồi, anh em sẽ bấm chữ upload asset. Đây. Rồi, thì nó sẽ hiện ra chỗ này thì anh em thấy là cái phần là upload nè. Nó có để chữ là upload nè. Rồi, chúng ta bấm vào chữ upload này nha. Rồi, rồi anh em sẽ chọn một cái tay shift mà anh em muốn, ví dụ như mình chọn tay shift này. Đó, anh thấy không? Chọn vô đúng cái định dạng là nó hiện lên liền. Rồi, anh em muốn đặt tên thì không hoặc là gì đó. Ok, mình không đặt ha. Bây giờ mình sẽ bấm chữ upload now. À, upload đây nè, xanh xanh nè. Đó, mình bấm upload nè. Rồi, mình đợi chút xíu nha. Rồi. Đây. Rồi mình đang đợi chút. Rồi mình phải. Đó. Mình sẽ load lại nha. Đây, khi mà anh em bấm load lại thì anh em sẽ thấy đây có cái phần là tay shift chúng ta mới tải lên nè. Rồi. Anh em sẽ bấm vào cái phần này nè, anh em không? Thấy cái chữ là anh em bấm vào mục này nè. Đó, anh em có thể chia sẻ asset ID hoặc asset URL new tab gì đó. Rồi ok. Sau khi gọi anh em sẽ bấm vào cái phần là tay shift nè, bấm vô hình tay shift chúng ta nè. Rồi, anh em thấy cái phần là on sale này không? Đó. Kích cái phần on sale này lên. Rồi chúng ta sẽ đặt cái giá trị robot, ví dụ như mình đặt là 8 thì anh em sẽ đó, thì chúng ta sẽ nhận được 70% gì đấy. Rồi ok. Anh em bấm chữ public nè. Rồi. Nó hỏi chúng ta thì đó sẽ 10 robot. Rồi ok, bot and sale. Bấm vào. Rồi xong, bây giờ mình load lại xem coi như thế nào. Rồi quay ra. Đó. Đó, anh em thấy không? Mình đã đặt thành công rồi nè. Đó. Rồi. Rồi nó đó là trên cái ứng dụng GoLock. Còn đối với anh em nào muốn sử dụng trình duyệt Google Chrome thì làm sao anh em? Kiểm tra vào Google Chrome nè, vào Google Chrome nè. Rồi anh em tìm cái đường link là golog.com nè. Rồi. Anh sẽ bấm vào phần là tiếp tục trong trình duyệt ha, bấm vào mục này.
Rồi, ok, nhớ là đăng nhập rồi nha. Rồi, cũng y chang vậy thôi, anh em bấm chữ tạo nè, ở trên trình duyệt. Ở trên trình duyệt thì người ta thấy cái chữ tạo chỗ này nha. À, tiếng Việt hết rồi. Còn anh em nào mà không có tiếng Việt á, thì người ta bấm vào ba chấm nè. À, dịch nè, em thấy chữ gì đâu đó. Rồi, nó cũng ra như thế này, thì người ta bấm vào ba gạch nè. Rồi, anh em bấm vào Reason nè. À, cũng giống như là trong cái vụ Google thôi. À, trên trình duyệt nó cũng y chang vậy à. Đó. Rồi chúng ta sẽ chọn vô phần là avatar item nè, ở đây nè, đây cái mục này nè, nè này đó, avatar item nè, bấm vào. Rồi cũng giống như nãy luôn, anh em muốn chọn phần nào, t shift nè, shift nè, band nè, thì chọn mục đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn t shift, mình bấm upload nè, anh em bấm upload nè, chọn việc đến file nè, ví dụ như mình chọn vào file này đi anh em đợi chút xíu nè, chúng ta thấy cái chữ upload màu xanh này nó hiện lên, chúng ta bấm chữ upload nè đó, ta đợi chút xíu nha. Rồi đó, thì nó sẽ upload lên, em thấy không? Rồi mình đã upload thành công nè, lên đây nè đó, chúng ta bấm vào. Rồi anh em muốn bật thì chúng ta bấm on sale đây nè, đó on sale rồi đặt giá trị cho nó, anh em muốn đặt bao nhiêu đó. Rồi ok, chúng ta bấm chữ post dưới này cũng giống như trên trình duyệt thôi, nó khác gì đâu anh em, đó là trên trình duyệt. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ em cách làm trên máy tính luôn nha. Ok nè, đối với trên máy tính thì chúng ta sẽ làm như sau đó. Thì sẽ vào cái phần là trình duyệt Google Chrome nè. Đây, mình đã vào sẵn một cái dưới này rồi. Mình bấm lên nè. Để anh em vào cái đường link có tên là golog.com nè. Đây, đường link này chính chủ Golog ha. Đó, anh em chơi Golog thì quá quen thuộc với golog.com rồi. Trên máy tính nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thấy cái chữ tạo nè. Hiện tại Golog trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì cũng đã có tiếng Việt hết nè. Đó, anh em dòm bấm vào cái mục là tạo nè. Ha, bấm vào chữ tạo nè. Rồi, sau đó sổ ra cái trang này. Thì chúng ta sẽ thấy cái chữ creator nè, creation nè, chỗ này nè ha. Ở đây thì bị rung tay chút xíu nó không cảm nha. Rồi bấm vào đây ha. Rồi anh cũng thấy cái phần avatar item ở đây ha. Đó, chúng ta sẽ bấm vào phần này ha. Rồi thì anh thấy cái phần là đó, nó sẽ có t shift nè, hiện ra thì nó có shift nè, band nè, anh em muốn chọn cái phần nào thì chọn ha. Thì theo chúng ta muốn sở thích, chúng ta muốn tạo cái gì đó thì chúng ta chọn vào đây. Ở đây mình chọn t shift, mình bấm vào đây. Rồi, ở đây thì nãy mình làm trên điện thoại nó sẽ có hai cái phần này nè, mới tạo nãy nè. Đó, ok, bây giờ mình muốn làm trên máy tính thì chúng ta bấm phần upload asset này nè. Đó, anh em chú ý cái định dạng của nó luôn nha. Định dạng nè, định dạng file hình đó. Rồi, ok, mình bấm upload nè. Thì anh em có thể tạo cái hình t-shift riêng trên điện thoại. Anh em nào mà muốn có cái năng khiếu thì tạo ảnh á, cắt ảnh, sửa ảnh đâu, thì chúng ta có thể tạo riêng của anh em cũng được luôn ha. Rồi, anh em bấm vào chữ upload nè. Rồi anh em chuẩn bị sẵn một cái t-shift sẵn đi đó, rồi mình chọn cái file nè, đó thì mình đã chọn cái file này rồi, thì anh em bấm rồi ok. Sau đó chúng ta kéo xuống nè, anh em thấy chữ upload không, còn cái phần này remote xóa bỏ nè, đó xóa để chúng ta chọn lại, chúng ta bấm upload nè. Rồi đó, chọn lại ha. Rồi anh em bấm chữ upload ở đây đó, chữ nào nó hiện lên chỗ này màu xanh là anh em upload á. Rồi upload nè, đó thấy không, lên mỗi phát luôn đó, lên mỗi phát luôn nè. Rồi sau đó chúng ta bấm vào đây, trên máy tính cũng vậy thôi. Rồi nó hơi ao nét chút xíu nè. Rồi anh em thoát chọn vô phần là on sale nè, rồi đặt giá trị anh em muốn đặt bao nhiêu đó. Rồi nó hiện lên thì chúng ta bấm chữ public ở đây nè đó. Anh em bấm chữ public là xong nha. Rồi ok, đó rất là dễ nha. Hình ảnh tay xíu thì anh em có thể sử dụng cái Pinterest nè, này trên máy tính thì anh em có thể sử dụng Pinterest nè đó, hình ảnh rất là nhiều nè. Anh em có thể chọn vô tìm kiếm nè, anh em bấm từ là t-shift Golog đó, t-shift Golog rồi đó, ví dụ như t-shift Golog nè đó, tìm trên đây cũng khá là nhiều ảnh đẹp đó nè t-shift Golog nè đó, quá trời nhiều luôn đó, hoặc là t-shift Golog vn chẳng hạn đó nha. Bấm vào đây chúng ta tìm kiếm hoặc là lên Google anh em tìm cũng được gì đó, Google okay ảnh này. Mà còn trên điện thoại thì anh em muốn tạo t-shift riêng cho anh em thì anh em phải sử dụng những cái ứng dụng như BitArt rồi nè, hoặc những ứng dụng chỉnh sửa ảnh đó thì anh em có thể tạo riêng cho mình. Còn không á thì anh em có thể vào Google anh em tìm kiếm ảnh á, anh em tìm t-shift Golog, hoặc là anh em có thể sử dụng cái ứng dụng tên là Pinterest nè, đây là ứng dụng ảnh nè đó, đó thấy không, thì anh em bấm vào tìm kiếm. Rồi anh em có thể tìm t-shift Golog Việt Nam đó, rất là nhiều ở đây ha, hoặc là t-shift boy girl bắt gì tùm lum la đây nè đó, anh em có thể tìm nè đó, rồi bấm vào thấy hình ảnh nào ưng ý thì rồi
Trong video này mình đã chia sẻ thêm chi tiết để chúng ta có thể tạo được t-shirt trong vlog. Anh em thấy hay đừng quên cho mình một like đăng ký, những chia sẻ video này cho mọi người biết.